Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu lời nói chuyện mà chúng tôi thu thanh của Đại tướng Dương Văn Minh. Và Đại tướng đã nói lên tiếng nói đầu hàng quân đội giải phóng của chúng ta. Có sự tử đèn giờ có giấy chưa? Có cái bài chưa? Quang Linh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Máu, Thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Good too. Okay.
Liberation Song. Liberation Song. So, okay, I know. Now I understand. Okay, now I understand. Now I understand. Again. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn. Quang Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa thả vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tất cả anh em nhân viên của nhà đàn đang dặn tiếp tục rồi luôn, tiếp tục đến nhiệm thở làm việc. Đây là tiếng nói của các ủy ban nhân dân cách mạng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Chúng tôi yêu cầu tất cả đồng bào và anh chị em, nhất là anh chị em nhân viên các nhà đèn, các nhà nước và tất cả sinh viên học sinh sẽ tụ họp lại để mà có những cuộc điều động của tất cả các ủy ban nhân dân cách mạng do thành đoàn chúng tôi điều khiển. Và đây chúng tôi xin tiếp tục để các đại diện các ủy ban nhân dân cách mạng khác lên tiếng nói. Đây là tiếng nói của Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Quân giải phóng đã tiến vào Dinh Độc Lập và đã làm chủ hoàn toàn tất cả các điểm chốt quân sự cũng như dân sự của vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Chúng tôi kêu gọi tất cả các anh em trong thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn. Đây là dịp chúng ta phải đứng lên, và chúng tôi là những người đầu tiên đã cùng quân đội nhân dân tiến vào Dinh Độc Lập hồi 12 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975 để treo cờ giải phóng. Chúng tôi là những người trong Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Chúng tôi xin kêu gọi đại diện tất cả các đoàn thể nghề nghiệp, tôn giáo, sinh viên, học sinh, thanh niên, các công chức, quân nhân sinh hoạt bình thường, và xin các vị đó đến tất cả các niềm sở của mình để điều khiển công việc sinh hoạt bình thường. Cấp đỡ, cấp thời vì vấn đề ổn định tình thế, chúng tôi xin kêu gọi tất cả đồng bào Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định xin bình tĩnh và sinh hoạt bình thường. Quân giải phóng chúng ta đã đến và tất cả các cứ điểm cuối cùng chúng ta đã chiếm giữ. Chúng tôi xin kêu gọi đồng bào Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn
và tất cả yêu cầu công chức công nhân và tất cả đều phải đến dự sở. Những nhân viên của nhà đèn, điện thoại, điện nước, tất cả về sinh hoạt bình thường nhưng đều đến trình viện tại nhiệm sở, nhất là anh em công nhân xin tới để tự điều khiển lấy tất cả những cơ quan của mình và phải sẵn sàng để mà làm việc và để có cái cuộc sinh hoạt bình tĩnh và bình thường của Sài Gòn. Chúng tôi nhân dịp này xin nhắn tất cả các anh em thanh niên, sinh viên. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu anh Kỳ Nhân, đại diện cho báo chí, sẽ nói vài lời cùng đồng bào. Kính thưa đồng bào toàn quốc, sáng nay quân giải phóng của chúng ta đã làm chủ tình hình trên khắp mọi đường của Sài Gòn. Trước hết đã vào Dinh Độc Lập và ký giả, tôi có lời kêu gọi với anh em hãy bình tĩnh và anh em đến số 15 Lê Lợi chiều nay hoặc là ngày mai để chúng ta cùng trao đổi với nhau làm việc. Chúng ta đã thấy ngày hòa bình trên đất nước của chúng ta. Kính chào anh em. Đại diện các ủy ban nhân dân cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, trước tiên chúng tôi xin kêu gọi anh em ở trong thành đoàn, trí vận và quân sự xin tới tiếp thu đài phát thanh. Tạm thời chúng tôi là giáo sư Quỳnh Văn Tòng và chủ tịch tổng hội sinh viên học sinh Sài Gòn Nguyễn Hữu Thái, chúng tôi xin tạm thời nhường lời lại cho ông chuyên viên trên tầng của đài phát thanh để kêu gọi anh em phát thanh tới tiếp tay với chúng tôi gấp. Tôi là Trần Văn Bản ở phòng hậu tin, xin kêu gọi tất cả anh em đài phát thanh lại trình diện ngay bây giờ để làm việc. Tôi là Trần Văn Bản ở phòng hậu tin, kêu gọi tất cả anh em ở đài phát thanh ở lại trình diện ngay bây giờ. Anh Lê Quốc Hưng lại trình diện ngay. Tôi là Trần Văn Bản ở phòng hậu tin đài phát thanh, kêu gọi tất cả anh em các cấp lại trình diện ngay đài phát thanh. Tôi sẽ ở đây đón nhận anh em. Chúng tôi là những người đại diện cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Chúng tôi là những người đầu tiên tới Dinh Độc Lập trước 12 giờ và chúng tôi đã cùng anh em quân đội giải phóng đã cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Chúng tôi là giáo sư Quỳnh Văn Tòng và cựu chủ tịch tổng hội sinh viên Sài Gòn Nguyễn Hữu Thái. Chúng tôi xin mời tất cả đồng bào hãy vui mừng ngày chiến thắng vĩ đại của dân tộc chúng ta. Và chúng tôi xin tất cả quý vị trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định nên sinh hoạt bình thường, và đặc biệt các anh em công nhân, nhà đèn, nhà nước, tất cả những người đó xin tới để chiếm lại sinh hoạt tất cả các trụ sở của chúng ta để chuẩn bị ngày 1 tháng 5 ngày mai sắp tới và đem lại sinh hoạt bình thường cho đồng bào. Và chúng tôi đặc biệt kêu gọi tất cả anh em thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn xin quy tụ lại những địa điểm mà chúng tôi đã định, đặc biệt là Đại học Vạn Hạnh và khu Đại học Thành Cộng Hòa Cũ, để chúng tôi sẽ có những người phân phối những công tác cấp thiết cho anh em. Đời sống bình thường đã trở lại của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mà Bác Hồ đã mong đợi, đây đã được giải phóng. Xin anh em
chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta làm cuộc ngày vui lớn. Và đây chúng tôi xin giới thiệu lời kêu gọi của ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu của chính quyền Sài Gòn về vấn đề đầu hàng ở thành phố này. Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương đã giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôi, giáo sư Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường. Các nhân viên của các cơ quan hành chính quay trở về vị trí cũ theo sự hướng dẫn của chính quyền cách mạng. Chúng tôi đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn, chấp nhận sự đầu hàng không điều kiện của tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn. Tiếp theo đây, đây là tiếng nói của các lực lượng cách mạng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Chúng ta đã hoàn toàn làm chủ thành phố Sài Gòn, hang ổ cuối cùng của các chế độ ngụy quyền. Và hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mong đợi của Bác Hồ, đã được giải phóng trở về với dân tộc. Chúng tôi xin nhường lời lại cho một chuyên viên của Đài Phát Thanh kêu gọi anh em nhân viên của Đài Phát Thanh tới tiếp tay với chúng tôi gấp. Các Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu anh nghệ sĩ đầu tiên tới Đài Phát Thanh là anh Nguyễn Đức, mà tất cả quý vị ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định đã biết, để kêu gọi anh em nghệ sĩ tới tiếp tay với lực lượng giải phóng. Các anh chị em nghệ sĩ thân mến, tôi, nhạc sĩ Nguyễn Đức, xin gửi đến các anh em những lời nói vui mừng nhất trong tất cả đồng bào của miền Nam này. Xin các anh em nghệ sĩ nói lên cái sự mừng ấy trong sự trở về hợp tác với các anh em của Ủy ban Nhân dân Cách mạng. Xin các anh chị em nghệ sĩ hãy yên tâm và đến giúp Ủy ban Nhân dân Cách mạng để cùng mừng ngày thành công vĩ đại, ngày cách mạng thành công. Kính chào quý anh chị em nghệ sĩ. Chuyên viên về để tới tiếp tay với chúng tôi. Tôi là Hứa Trọng Liêm, xin gọi tất cả anh em kỹ thuật của đài đến làm việc ngay từ phút này. Tôi đang đón anh em tại cửa đài. Anh Nguyễn Quốc Hưng, anh Trần Tư Lập, anh Nguyễn Nhân Thời, tất cả anh em kỹ thuật cứ đến cổng đài có chúng tôi tiếp đón. Không việc gì anh em ngại, đến làm việc với tôi ngay từ giờ phút này. Trước khi đoàn xe tăng của giải phóng vào, chúng tôi, Quỳnh Văn Tòng, Nguyễn Hữu Thái đã tạm thời đại diện thành đoàn vào tiếp thu Dinh Độc Lập và cùng anh em giải phóng cắm cờ mặt trận ở Dinh Độc Lập đúng 12 giờ ngày 30 tháng 4
năm 1975. Thành phố Sài Gòn đã được giải phóng. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Bác Hồ mong muốn có tên mình đã được giải phóng. Và thành phố đang rực rỡ cờ hoa để ngày mai đón mừng ngày vĩ đại của dân tộc và của thế giới ngày 1 tháng 5. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu một thành viên đầu tiên của lực lượng cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định là anh giáo sư Quỳnh Văn Tòng để nói vài lời với các anh em thanh niên sinh viên học sinh. Kính thưa quý đồng bào cùng tất cả anh em thanh niên sinh viên học sinh Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn. Thưa đồng bào cùng quý anh chị em sinh viên, giờ lịch sử đã điểm, đoàn quân bất chiến bất thắng của quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam đã cắm lá cờ đầu tiên tại Dinh Độc Lập đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1935, đã đánh dấu sự sụp đổ toàn bộ và tận gốc rễ của chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ đã hơn 20 năm qua gieo bao nhiêu tan tóc cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhân danh lực lượng nhân dân Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn, chúng tôi kêu gọi tất cả đồng bào hãy bình tĩnh, sinh hoạt như thường lệ. Kiếp tù đài nô lệ của ngoại bang đã thực sự chấm dứt. Bắt đầu từ ngày hôm nay, đồng bào cùng chúng tôi hãy sống một cuộc đời mới trong một giai đoạn mới của lịch sử dân tộc Việt Nam đã hơn cả ngàn năm tranh đấu chống ngoại xâm. Một lần nữa, chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào hãy bình tĩnh và cứ tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. Kính thưa toàn thể đồng bào, kính thưa cùng lực lượng thợ thiền, ai cũng như trí thức. Kính thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật, kính thưa cùng đồng bào, vì lý do kỹ thuật, chúng tôi xin có tiếng nói của một công nhân thợ thiền tại Sài Gòn Chợ Lớn của miền Nam Việt Nam. Tôi nhân danh là Nguyễn Văn Quang, một công nhân đã từng sát cánh cùng lực lượng cách mạng giải phóng miền Nam, đã từng tranh đấu sát cánh cùng các lực lượng thợ thiền, công nhân, trí thức cũng như lao động tại miền Nam quá trình đã 30 năm. Ngày hôm nay, lá cờ của cách mạng cũng như mặt trận giải phóng đã thực hiện được mộng ước của toàn dân là đem lại hòa bình, cơm no, hạnh phúc cho nhân dân, không còn sống trong một chế độ. Thank you.